nói linh tinh cái gì đấy? Bảo có tin là tôi đánh bảo trận không? Anh có tin là tôi báo công an không? Anh dừng lại! Đàn ông sinh ra để bảo vệ phụ nữ, chứ không phải để bắt nạt phụ nữ đâu. Ai vé số đây? Mua sáng trúng chiều nào? Ai mua vé số nào? Ai vé số đây? Bà ơi! Bán nó từ vé số ấy mà. Cậu mua vé số à đấy? Cậu mua cho tôi đi. Nhiều số đẹp lắm cậu ạ. Ôi, công nhận đấy, nhiều số đẹp thật bác ạ. Hôm trước cháu vừa dùng giải đặc biệt xong ấy. Mua vé số của tôi may lắm cậu ạ. Có thể bác còn cái tờ nào không đưa cháu xem xem còn số nào đẹp nữa không? Còn nhiều lắm đây. Đây, cậu xem. Xem số nào cậu chọn đi nào. Ôi, bác ơi, ai mà mua vé số kìa? Đi thay người, bác đừng khóc nữa. Cháu ơi, nhưng bây giờ bác lấy đâu ra tiền để bác đền cho đại lý? Sao mà số bác lại khổ thế này? Bác chẳng muốn sống nữa đâu cháu. Bác ơi, bác cứ bình tĩnh đã, bác đừng khóc nữa. Hay là để cháu giúp bác trả tiền bán vé số nhá. Bác ơi, cháu có một chút tiền ở đây, bác cầm lấy đi ạ, bác đừng ngại. Cảm ơn cháu, nhưng mà cháu lấy tiền đâu ra mà giúp bác thế này? Cháu là chủ của tiệm bún ở bên kia đường ấy ạ. Cháu cũng đã gặp bác đi bán vé số nhiều lần rồi. Bác cứ cầm đi cho cháu vui ạ. Mà bác đi bán vé số thế này thì có đủ sống không ạ? Cũng tạm đủ sống cháu ạ. Bác không có tiền đặt cọc, nhưng mà đại lý người ta thương tình, người ta cho bác nợ. Bác đi bán cả ngày rồi, bác sẽ trả cho người ta tiền sau. Hay là bác về tiệm của cháu làm đi ạ. Ở tiệm của cháu có bao ăn uống và còn có cả chỗ ở nữa. Hơn nữa công việc cũng không vất vả gì nhiều. Nếu như mà bác không muốn thì không sao đâu ạ, cháu không ép đâu ạ. Cháu nói sao? Cháu cho bác về làm chỗ cháu à? Cháu ơi, trước đây bác cũng đã đi tìm việc nhiều nơi rồi, nhưng mà người ta chê bác già, chân tay yếu nên người ta không nhận. Người ta chỉ nhận thanh niên, trẻ chân tay nó khỏe mạnh hơn. Cháu ơi, cháu đi tìm người khác đi, bác không làm được đâu cháu ạ. Dạ không sao đâu ạ, cháu thấy bác vẫn còn khỏe mạnh mà. Hơn nữa công việc ở tiệm của cháu cũng không có gì vất vả. Bác làm ở chỗ cháu, có gì bác cứ nói với cháu ạ. Cháu thấy bác về làm chỗ cháu đỡ vất vả hơn là đi bán vé số thế này. Cảm ơn cháu nhé, cảm ơn cháu nhiều lắm. Tiệm của cháu ở bên kia, để cháu đỡ bác qua đấy. Quán cho bún nhiều thịt nhá. Dạ vâng, anh ra bàn ngồi đợi chút ạ. Bà Hàng ơi, bé giờ của cháu ấy. Mời cậu ạ. Cho tôi ít ớt này quất nha. Là cậu? Là cậu phải không? Cậu... Cái bà này, bà phát bệnh à? Già cả đi lẫn rồi à? Tôi bắt được cậu đấy rồi. Cậu chính là người hôm đó cướp vé số của tôi. Cậu giao tiền tôi. Cậu đồ ăn cướp này. Cái bà này,
Bà nói cái gì tôi chả biết gì cả. Mẹ số nào đây? Bà nói linh tinh cái gì đấy? Bà có tin là tôi đánh bà một trận không? Không. Tôi nhớ rõ mặt cậu mà. Hôm đấy cậu còn xô ngã tôi nữa. Cậu cướp vé số của tôi. Cậu trả lại tiền cho tôi đi. Cậu cái đồ ăn cướp này, trả lại tiền này, thôi. Này, bà bị ngứa mồm à? Bà có tin là tôi đánh bà một trận vì tôi vu khống không? Không. Để bà xem xem là bà có còn dám nói bậy không? Cái anh này, anh làm cái gì đấy? Sao lại định đánh người già? À, cô đây rồi, đấy, cô xem thử xem, cô tuyển cái loại gì vào quán đấy, hả? Bà ta vừa già cả, vừa lầm cầm như này, lại còn vu khống tôi thì tội ăn cắp đấy, cô biết không? Mà cô nhìn tôi đi, đàng hoàng lịch sự như này, tự nhiên vào đây thì biến thành thằng ăn cắp. Không, chính cậu ta, bác hiểu rõ lắm, chính cậu ta đã cướp vé số của bác. Này, chính cậu ta. Bà đừng có mà nói láo nhá. Tôi hết cả cái quán để cho cô xem này. Anh làm cái gì đấy? Anh có tin là tôi báo công an không? Báo á? À, thì sao? Báo đây. Tao đây mà. Bảo kê của cả cái khu vực này nhá. Mày biết chưa? Mày có tin tao đập nát cái quán mày ra đây không? Thôi, tôi xin anh. Tôi xin lỗi. Chúng tôi biết sai rồi. Tôi xin anh đừng phá quán của tôi để cho tôi còn làm ăn nữa. Được rồi. Nể tình cô em xin ấy thì anh đây cũng tha cho. Nhưng mà cô em phải đền bù cho anh chút danh dự đi chứ nhỉ. 2 triệu, không nói nhiều. Đưa đây. Không thì tôi đập nát cái quán này. Chả thế. Nhanh lên. Nhanh. Cháu ơi. Nhanh lên. Thiếu 500. Đưa đây. Dạ anh ơi, tôi xin anh, từ sáng đến giờ tôi chưa bán được cái gì cả. Tôi xin anh tha cho chúng tôi lần này đi ạ. Thôi rồi, anh lại nể tình cô em, thế nên là anh lại tha cho cô em lần nữa nhá. Đấy, cô em xem, biết điều như thế thì có phải là anh thương không? À, còn bà mà, lần sau ấy mà còn nhận nhầm người nữa ấy, cẩn thận ấy, người ta đánh cho toàn vỡ mộng. Bà vẫn ăn mất cả ngọn. Chuyện muốn nói à? Dạ vâng ạ, bác nói đi. Nhưng mà túi gì đây ạ? Bác định đi đâu ạ? Bác muốn xin cháu cho bác đi. Thời gian qua bác đã làm phiền cháu quá nhiều rồi. Bây giờ bác không muốn liên lụy đến cháu nữa. Bác đang nói gì vậy ạ? Cháu không hiểu. Hay là bác vẫn còn ngại chuyện hôm qua ạ? Cháu biết là ngày hôm qua bác nói đúng. Nhưng mà tên đấy là giang hồ, quen biết rộng lắm. Cháu cũng không dám đụng chạm đến hắn. Bác đã phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà bác đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cháu cũng không có người thân. Cháu coi bác như là gia đình của cháu. Bác cứ ở lại đây với cháu, rồi hai bác cháu mình nuôi nhau. Bác cảm ơn cháu. Bác xin lỗi, khi cháu đọc được lá thư này thì bác đã đi xa. Bác đã làm phiền cháu quá nhiều rồi. Bác không muốn làm gánh nặng cho cháu nữa. Cháu là người tốt, cháu xứng đáng với những điều tốt đẹp. Khi nào bác có điều kiện, bác sẽ quay lại để trả ơn và thăm cháu. Bác An. Bác An ơi. Bác An.
đá ghế. Sao? Tao không chỉ muốn đá ghế nhá, tao còn muốn phá nát cái quán này. Tiền bảo kê đâu? Đưa đây. Anh đừng có ức hiếp người quá đáng như vậy. Từ giờ tôi sẽ không nộp tiền bảo kê cho anh nữa đâu. Mày. Anh làm cái gì đấy? Mày đừng có mà láo nhá. Cái quán này mà nếu như hôm nay không đóng tiền bảo kê ấy, tao sẽ phá nát cái quán này. Để xem ấy, chúng mày có còn làm ăn được nữa không? Tôi không đóng đâu. Anh không sợ pháp luật à? Ở cái khu này mà, anh đây chính là pháp luật, cô em hiểu không? Sao? Cô em hét lên đi. Thế là báo công an đi. Tao đây đếch sợ nhá. Nếu như ngày hôm nay ấy, cái quán này mà không nộp tiền bảo kê ấy, tao sẽ phá nát cho chúng mày xem. Anh đi đi. Từ giờ tôi không nộp tiền cho anh nữa đâu. Được rồi. Nếu như mà cô em không chịu đóng tiền ấy thì anh dừng lại. Anh đừng có. Mày bây giờ mày có còn thích không nào? Anh thôi đi. Anh đau. Mày là cái thằng nào mà dám xem vào chỗ của tao hả? Anh tự tung tự tác của vừa thôi. Đàn ông sinh ra để bảo vệ phụ nữ, chứ không phải để bắt nạt phụ nữ đâu. Ôi, tao sẽ bảo đàn em tao đến đây phá nát cái quán này, cho mày biết thôi. Ok, tùy anh. Tôi sẽ cử người đến để bảo vệ quán của cô Trang. Mày, mày là thằng nào mà dám đến đây giành địa bàn với tao hả? Tôi là công an khu vực. Nếu anh còn làm điều gì trái pháp luật thì tôi sẽ có mặt ở đây. Tôi yêu cầu anh không phải đến quán của cô Trang để làm phiền nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi. Mày, mày mà là công an khu vực á? Công an khu vực thì quan tâm làm gì đến cái quán nhỏ tí này? Mà nó nợ tiền tao, tao đến đây đòi, làm gì mà căng? Nợ hay là đòi tiền bảo kê? Tôi yêu cầu anh không phải đến quán cô Trang nữa. Nếu anh còn đến phá quán cô ấy thì nơi anh đến là đồn công an chứ không phải ở đây đâu. Đứng lại. Anh đi về đây. Tôi yêu cầu anh hãy xin lỗi cô Trang và bồi thường thiệt hại. Đồng thời là phải hứa không bao giờ đến làm phiền cô Trang nữa. Nếu không thì tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Cô Trang, phải đền bù bao nhiêu? Anh ta đập 3 cái bát và 2 cái đĩa, hết 140.000. Đền thì đền, không đến thì không đến. Gì mà cặp. Tiền của cô đây. Cảm ơn anh. Nếu như hôm nay không nhờ có anh thì chắc hắn sẽ phá sạch quán của tôi mất. Hay là tôi gửi tiền cảm ơn anh nhá. Thôi, không cần đâu. Chuyện hôm nay không có gì đâu. Thật ra tôi đến đây là để trả ơn cô. Trả ơn? Nhưng tôi nhớ tôi và anh không quen nhau mà. Cô có nhớ bà An từng làm việc ở đây 10 năm trước không? Có. Tôi có nhớ bác ấy. Anh và bác ấy là gì của nhau? Bà ấy là mẹ của tôi. Bà đã lên thành phố với tôi. Nhưng từ khi lên thành phố đã bị mất liên lạc rồi. Bà còn không biết sử dụng công nghệ nữa, nên tôi không thể tìm bà ấy được. Sau khi mẹ tôi rời khỏi quán của cô, tôi đã tìm được bà ấy. Nhưng chúng tôi muốn đến để cảm ơn cô, nhưng tôi đã bị điều đi công tác ở chỗ khác, không thể đến thăm cô được. Bây giờ tôi mới có thể đến để gặp cô. Hóa ra là vậy. Thế bây giờ bác An có khỏe không? Mẹ tôi hiện tại vẫn đang nằm viện, không thể đến thăm cô được. Nhưng bà lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi, biết ơn cô và phải đến cảm ơn cô. Có gì đâu. Nếu là ai ở trong trường hợp của tôi cũng sẽ đều giúp đỡ bác ấy thôi. Lòng tốt của con người nó kỳ diệu như vậy đấy. Nhưng không phải ai cũng dám tin tưởng và giúp đỡ người khác như cô. Tuy cô là một cô gái nhỏ bé nhưng lại có tấm lòng lớn lao. Tôi cảm ơn cô. Tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn. Và ủng hộ tôi nữa chứ? Đương nhiên, chắc chắn là tôi sẽ đến ủng hộ cô rồi.